Theo tờ stuff.co.nz của New Zealand, quốc gia này đang phải trải qua những ngày mùa đông lạnh hơn nhiều so với những năm gần đây. Nhiệt độ trung bình trong thời gian tổ chức giải từ 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại 4 thành phố đăng cai được dự báo như sau: Auckland từ 7,7 đến 15,2 độ C, Hamilton từ 4 đến 14,7 độ C, Wellington từ 7,1 đến 13 độ C và Dunedin từ -0,7 đến 12,2 độ C. Tất cả các kỳ World Cup nữ trước đây đều được tổ chức vào mùa hè. Với World Cup nam, đã có những giải đấu được tổ chức vào mùa đông. Tuy nhiên mọi thứ sẽ không khắc nghiệt bằng giải đấu năm nay, bởi New Zealand đang bước vào tháng lạnh nhất năm. Nhiệt độ xuống thấp hơn những năm trước, trời có tuyết ở nhiều nơi. Có thể nói, đây sẽ là kỳ World Cup nữ khắc nghiệt nhất từ trước tới nay. Và với những đội tuyển đến từ xứ nhiệt đới như Philippines, Việt Nam đóng quân tại Auckland, Costa Rica đóng quân tại Christchurch, Zambia đóng quân tại Hamilton, họ sẽ gặp vô vàn khó khăn, tờ stuff.co.nz nhận định. Tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại New Zealand từ hôm 6 tháng 7 và tập luyện được 3 buổi. Chia sẻ về khó khăn gặp phải do thay đổi thời tiết, huấn luyện viên thể lực Cedric Roger cho biết: thời tiết ở đây rất khác so với Hà Nội, thấp hơn 30 độ. Hôm nay, 8 tháng 7, có gió, mưa khiến cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì với thể lực của họ hiện nay. Hai ngày vừa qua, các cầu thủ rất năng động. Tôi hy vọng họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt tại 3 thành phố Auckland, Hamilton và Dunedin để chạm trán với Mỹ 22 tháng 7, Bồ Đào Nha 27 tháng 7 và Hà Lan 1 tháng 8. Trong số này, Dunedin là thành phố lạnh nhất khi nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C. Truyền thông địa phương cho biết, tuần trước đã có những cơn mưa tuyết đổ xuống Dunedin. Tuy nhiên, sân Forsyth Bar tại đây được xây dựng với hệ thống mái che. Điều này phần nào giúp nhiệt độ thi đấu không xuống quá sâu, đồng thời giúp các đội tránh được nguy phải chơi dưới mưa tuyết. Dẫu vậy, với một đội bóng đến từ miền nhiệt đới như Việt Nam, việc phải thi đấu trong khí hậu lạnh khiến các cầu thủ cần nhiều thời gian để thích nghi. Đó cũng là lý do thầy trò ông Mai Đức Chung là một trong số những đội tuyển đến New Zealand sớm nhất.